quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 4 cũng là ngày để chúng ta nhớ lại những thời khắc lịch sử khi những người lính Cụ Hồ lái xe tăng húc đổ cảnh cánh cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 là vinh dự không phải người lính nào cũng có được. Hình ảnh người dân đông kín kéo ra đường vẫy chào xe tăng của quân giải phóng đều là những ký ức đẹp không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của nhiều người lính năm xưa. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng sống lại thời khắc lịch sử ấy qua lời kể của người trong cuộc. Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn đánh chiếm Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Đây là bản tin chiến thắng ngắn gọn, chỉ chiếm gần 1 phút trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cách đây 45 năm. Giọng đọc đã có phần yếu đi, nhưng từng chữ trong bản tin chiến thắng ngày 30 tháng 4 vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc, người phát thanh viên đọc bản tin ngày ấy. Thế mà anh chỉ đặt cái tin đây và nói, hai chị hãy bình tĩnh, đọc bản tin này, cả dân tộc đang lắng nghe và chờ đợi tin này. Khi đèn đỏ bật lên, chị Túy đọc trước, anh chỉ nói, chị Túy đọc trước đi. Chị Túy đọc xong, đến lượt tôi thì vì micro đẩy sang phía này là tôi phải dướn người sang phía này để tôi đọc. Vì tôi nghĩ rằng là cái tin ấy phải thật đọc thật sảng khoái và nó như một tiếng reo hò. Và khi chị Túy đọc là tôi đã liếc nhìn xem. Và tôi nhớ mãi 45 năm rồi, tôi vẫn nhớ từng chữ, từng câu. Đầu tiên là quân ta tiến vào Sài Gòn, chấm xuống dòng, tất cả dấu phẩy xuống, dấu chấm, tôi cũng nhớ. Có lẽ nó là một bản tin ngắn nhất, đấy là bản tin ngắn nhất mà tôi từng đọc, nhưng nó mang đầy khí thế, đầy niềm tự hào. Không chỉ là người được lịch sử lựa chọn để đọc bản tin chiến thắng trong ngày giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, mà trước đó, trong suốt những ngày tháng cao điểm của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, các bản tin được phát đi liên tục qua giọng đọc của bà. Mỗi bản tin được phát đi tuy chỉ chưa đầy 30 giây, nhưng chứa đựng trong đó là biết bao mong mỏi của hàng triệu con tim Việt Nam đang cùng một ý chí hướng về miền Nam ruột thịt. Như một trong những trang chói lọi nhất. Máy bay bay ù ù trên đầu và tiếng bom rền, tiếng pháo co xạ nổ. Vì cái lúc bây giờ là cái tạp âm nó vẫn còn nhiều, nó vẫn vào trong vòng được, chúng tôi vẫn nghe. Rồi bom B-52, cái sức ép nó dồn vào trong phòng. Chúng tôi vẫn phải bình tĩnh, không được nghẹn ngào, không được xúc động, không được để cái giọng của mình nghẹn lại. Hoặc là không để cho mình nước mắt mình rơi, làm cho cái âm thanh tiếng nói của mình xấu đi. Phải đi, tiếng nói đi phải thật đẹp, phải thật trong sáng. Thời khắc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi qua 45 năm. Người phát thanh viên nhiệt huyết ngày nào giờ cũng đã bước vào cái tuổi thất thập cổ lai nhi. Bản tin chiến thắng ngày nào cùng giọng đọc của bà đã trở thành một dấu ấn lịch sử. Để mỗi lần đến ngày kỷ niệm 30 tháng 4, khi nghe lại, mỗi người dân Việt Nam có thể hình dung ra được niềm vui vô bờ của hàng vạn con tim trong thời khắc lịch sử. Bản tin ấy giống như một lời reo ca vang mãi, báo hiệu lịch sử dân tộc đã sang trang.